Rất lý cho lên mình nói thật. Đã cha đây. Đang làm gì? Giải thích lại. Đang làm gì? Nó làm là người quay mặt ra đây cái thấy chứ. Đó được rồi dạ. Nói đi. Em đang làm gì? Tôi được xem. Tôi Oh, sunset. Ah! Oh, red. Can't see me. Sunset, buddy. Here we go. Sunset. See you. Gone now. Sunset D-boy. Sunset D-boy. Thiên nhiên khi anh quay về anh làm vô clip YouTube coi nha. Hồi giờ là không bao giờ thích chụp hình mà từ ngày biết anh chị là mới có hình đó. Ủa anh chị ha? Quất vô để có hình.
thì bỏ sao đi nổi. Tiếng nho ông ta đêm hai á, đêm hai là mô đen sau này rồi đó đó, chứ thời chú phải là chạy 67 chứ là 67 ông đạt 67 mô đen lên rồi, nhưng mà sau này á đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt lúc lên hứng thì ra Hà Nội luôn, đi là đâu được năm ngày mới tới. Năm ngày bốn đêm Hà Nội. Sao đi xe máy rồi nhiều người đã nói là mua mô tô đi mô tô đồ đặc biệt đi thì sẽ ra bây giờ mà tiếng nhỏ
tầm này.
Ra đây. We did trouble.
Yeah, you drove a Honda that time? Yeah. I said drove a Honda, yeah? Oh, I remember this now. They did, yeah? Oh, we do. Two a car. Thanks. Hot down there, and then came here very cold, freezing. Stop to remember? Yeah. I never stopped. My one side of one car is at Không thay đổi. Mấy đâm không có. It's like Banff. I mean, what's that? Oh, it's like a Banff. Go where? Devin. Cùng đi về thôi. Nó sao khỏe hả? Cơm cá kho hay là có thấy gì cơm gà, gà vườn, gà mình á. Hãy
bên kia. Ở Đà Lạt á. À, Đà Lạt. Ở dưới xe. Thank you.
chưa? Này phải cỡ 1000 mét á. Sao về cái thấy em đi lung tung về mất hồn nè. Vậy là lại kêu là chim sáo sổ chuồng ấy nè. Sổ lồng ấy nè. Em cái lồng. Em khi về sổ ra cái lồng nó rồi rồi. Còn cái lồng ở ngoài nữa. Gấu lồng to mà. Chừng nào ra vàng đủ lông đủ cánh mà mới bay nổi đúng không? Em bay vô cái em qua bên em bước qua đi bộ qua quốc tế em đứng đón luôn. Dạ, thằng khác nè. Dạ. Chúng nó được cái trường. Dạ. Mình cứ vô qua quốc tế gì đó. Dạ. Cái nhát ở gì ở sân ở đi. Dạ. Chúng ta là được ta đó rồi bác vô. Thôi. Dạ. Sao ta đây đây. Thank you.
vui hả? Đó đi về nhưng mà tôi đã trả rồi. Không không, đó là đi hành hương. Đó là tổ chức đi chơi. Đó đi hành hương. Đó là với vùng 4 Tết là nhóm mà tổ chức đi chơi. Chứ không phải đâu từ thiện đâu. Từ thiện đi lịch sự lắm. Không, nhưng mà nhóm người thờ ở đây đi như là ít pi chứ không ít pi vậy. Cái đó là tôi... không, cái nhóm đó là trong một cái nhóm kiểu như là từ về chơi về hiểu tính nhau á, là bữa đó mới tổ chức ngày 4 Tết là đi chơi. Không ai hiểu ai rồi. Không bảo đảm không ai hiểu ai rồi. Đi qua đây không có giống là xe rồi. Cái nhóm đó cũng giống như cái đường cộng cùng qua phường kia. Thấy kêu luôn cái đường cũng muốn được làm xe đấy. Nhóm em thì là thích được tặng luôn. Rất cực cường. Thầy chủ trì chùa tên gì? Trời, giống như mà em hồi ở quán bar Miss Babun Babon gì mà gặp anh chị đó. Đó đó, mới nhớ đời. Miss Babo. Dạ vâng. Babo nghe được Babo. À đúng rồi. Bây giờ chị ấy về nhé. Chị ra đi ra đường mình. Chị ra đây mình. Kiếm một giấy. Hỏi gì hỏi, ta đi kiếm một giấy. À chị này chắc đây cũng là lần đầu tiên bài tiết phải không? Không có đâu, con thiết đi nhiều rồi. Con thiết đi nhiều. Ủa em làm chưa rồi đi? Không, đi là kiểu như là đi cái du lịch á. Trong cái cuộc du hành du lịch thì em chưa đi. Nhưng mà em có vui nhiều lần rồi. Đã đi rồi. Dạ, đã đi rồi. Nhưng mà ý là trong cái hành trình du lịch, trong cái gói du lịch em chưa đi. Đã biết, đã biết. Biết rồi, có ăn trong cái chỗ bờ kè anh nói rồi. Dạ, biết rồi, biết rồi. Ở chỗ nào đâu, biết chỗ đâu. Here I am, found it. Pepper. Trời ơi, em cứ nghĩ mà tới nước này mà còn nghe kể gì thì thôi chứ trời, trai trẻ tôi cứ cỡ nào, ai chịu nổi. Mới gì? Mới cái này cho 15 năm. Giờ đây mà nghe mà thấy còn vậy mà hỏi là trai trẻ thì ai chịu nổi. Tỉnh là giữ lại một cô hả? 56 tỉnh thành, sợ nhân đôi chứ.
vậy à. Mệt lá rồi mà còn quay nữa, sức chừng nào mà cười nữa. Thank you.
and the plane got. Okay, yeah.